Con ngủ nhá. Chiều ngủ dậy, cả nhà mình sẽ đi công viên chơi. Vâng ạ, mẹ gọi con dậy sớm nhé. Mẹ nhớ rồi. Chúc con ngủ ngon. Chúc mẹ ngủ ngon. Con vẫn chưa ngủ sao? Con nằm mãi mà không ngủ được mẹ ạ. Mắt con cứ mở to thế này, chẳng muốn ngủ tí nào. Thế lát nữa cả nhà mình đi chơi, con ngủ gật thì sao nhỉ? Hôm qua ngủ nhiều mà mẹ, lát con không ngủ gật đâu. Thôi được rồi, nếu con không ngủ được thì con có thể ngồi dậy, làm cái gì đó nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động lớn để bố mẹ và em còn ngủ nhé. Con xem truyện tranh được không mẹ? Được con ạ, con đừng chạy nhảy và la hét. Như thế con sẽ mệt, lát không đi chơi được đâu. Con nằm yên xem tranh nhé. Vâng ạ. Thế là cậu bé của chúng ta đã đi ngủ rồi đấy. Vâng, chỉ cần giữ yên tĩnh một lúc thôi là sẽ ngủ được ngay anh Kiều Xanh ạ. Mà lại không làm phiền đến người khác nữa chứ. Thế bây giờ anh sẽ đi vẽ tranh tiếp và không làm phiền đến em Kiều Hồng nữa đúng không nào? Vâng ạ, em okay. Đi ngủ đây. Đã bảo là phải giữ yên lặng cơ mà. Em nhớ rồi. Này, anh em mình cùng nhắc nhở cậu bé một lần nữa nhá. Vâng ạ. Cậu bé ơi, hãy giữ yên lặng trong giờ nghỉ trưa nhé.